Xin chào tất cả các bậc phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Vậy là chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi là các bạn học sinh sẽ bước vào thời điểm thi cuối kỳ. Và trong một tháng ngắn ngủi này, các bạn sẽ phải ôn lại khối lượng kiến thức vô cùng đồ sộ trong cả một năm học để có thể đạt được kết quả như ý nhất. Và nhiệm vụ học tập sẽ còn cam go hơn đối với các dây vàng chuẩn bị thi vào lớp 10. Các bạn đã có sự chuẩn bị cho riêng mình chưa? Đừng lo lắng, Học Mãi sẽ dành tặng cho các bạn một tuyệt chiêu vô cùng hữu dụng. Đó chính là khóa ôn thi học kỳ 2 cho hai môn toán văn dành cho các bạn học sinh từ lớp 3 đến lớp 9. Các bạn đã sẵn sàng bứt phá điểm thi với Học Mãi chưa? Để nhận khóa học miễn phí này, các phụ huynh và các bạn học sinh cần làm theo hai bước đơn giản sau. Đầu tiên, chúng ta cần đăng nhập tài khoản Học Mãi. Nếu chưa có tài khoản thì bạn có thể đăng ký hoàn toàn miễn phí. Sau đó, hãy xác nhận thông tin chính xác để Học Mãi gửi tặng bạn món quà này nhé. Chỉ hai bước thôi và rồi Học Mãi sẽ liên lạc để hướng dẫn các tin học một cách hiệu quả nhất. Và cuối cùng, đừng quên chia sẻ thông tin này để tất cả các bạn học sinh trên toàn quốc đều có thể bứt phá điểm số nhé. Học Mãi chúc các bạn có một năm học thành công mỹ mãn. Xin chào tất cả mọi người!